Thì đối với Will thì có một lần, nhiều nhất một lần Will chi ra khoảng 20 triệu cho tiền mua mặt nạ đắp. Hello mọi người, đây là phòng bí mật, sẽ đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi. Cảnh quay nhớ nhất của phim trong Chú ơi đừng lấy mẹ con, đó là cảnh chắc là cảnh cổng bé con chạy ở trong sở thú, cảnh nó quay khá nhiều lần. Vai diễn Will thấy hài lòng nhất chắc có lẽ là vai trong bộ phim Dạ Cổ Hoài Lang. Hành động dữ tợn nhất của Will từng làm vì nóng giận đập đồ. Cách đây khoảng 7-8 năm trước, Will có nóng giận khi cãi nhau, nên là cũng có từng đập đồ xung quanh. Nghe hơi bị con nít nhờ. Bây giờ thì hết rồi. Giả sử Will 70 tuổi rồi, hãy nhập vai khi đó và hát ba câu hát trong bài Em Chưa Sao. Hai ba câu phải không? Baby, có mong baby, nhưng mà em chưa 18. Hành động đầu tiên Will sẽ làm nếu muốn tiếp cận một cô gái chưa quen: nhìn chằm chằm cho cô gái ấy, gây sự chú ý. Kỷ niệm xấu hổ nhất của Will trong một lần say xỉn. Ối, Will nằm ngủ. À, đặc biệt cái lần mà Will nhớ lúc Will say xỉn á, là có thể ai người ta xỉn, người ta có thể làm gì đó, nhưng mà Will, đặc biệt Will xỉn, Will sẽ nằm co rúp lại vậy nè. Will sẽ co lại như một em bé đang ngủ, nằm đúng một tư thế, không nhúc nhích, không thay đổi luôn. Người ta sẽ bưng Will đi vậy luôn. Xong rồi xong là Will toilet, Will ói. Xong rồi đang đi trên xe là Will tông cửa ra, Will ói luôn. Will đã học được tính cách nào sau khi tham gia showbiz? Đối với mình, vô showbiz thì Will nghĩ là càng chân thật thì càng tốt, càng tự nhiên thì càng tốt. Đôi khi nó sẽ không gây hiểu lầm, nhưng mà mình cứ chính là mình thì vẫn sẽ tốt hơn. Will sợ con vật nào? Con gián, con chuột, con rắn, con sâu, con ếch. Tất cả các thể loại bọ, tất cả các loại côn trùng và xác đều sợ hết. Nghệ sĩ nào Will đã không dám gặp mặt trong một khoảng thời gian dài? Đa số Will không có ghét ai và cũng không có ai ghét Will hết, nên là không có ai phải tránh mặt. Món đồ Will thích sưu tầm nhất: tivi. Trong một năm Will đổi 4 cái tivi. Lần nghiện mua sắm nhất của Will đã chi ra bao nhiêu tiền? Will không phải là một người nghiện mua sắm hàng hiệu. Will cũng không có phải là sắm hàng hiệu quá nhiều, bởi vì Will thích những gì đó thực tế hơn. Thì đối với Will thì có một lần, nhiều nhất một lần Will chi ra khoảng 20 triệu cho tiền mua mặt nạ đắp. Mối tình sâu đậm nhất của Will diễn ra trong bao lâu? 2 năm. Điều gì ở sự nổi tiếng mà Will thấy thích nhất? Cái điều mà Will cảm thấy thích nhất ở sự nổi tiếng đó chính là nó sẽ bắt buộc mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Nó không cho phép mình buông thả bản thân. Nó bắt mình phải là luôn luôn là trở thành một con người hoàn hảo, thì đó cũng là một cái điều rất là tốt. Hãy nói câu sau thật sến. Em là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi vừa thức dậy, và em cũng là điều cuối cùng anh nghĩ đến trước khi đi ngủ. Em có thể làm mảnh ghép cuối cùng để bức tranh cuộc đời anh trở nên hoàn chỉnh được không? Cái xe thấp nhất Quy từng được nhận 200 ngàn. Wow, 200 ngàn nhưng phải chia năm nha, chứ không phải là chia cho mình Will đâu. Tiết lộ tật xấu của Will khi ngủ: há miệng. Ngủ há miệng là chuyện bình thường mọi người ơi. Lần ở dơ lâu nhất của Will là bao lâu? Thật ra Will tắm rất là đầy đủ. Will có cái là ví dụ như đi quay mà 2 ngày mà liên tục mà quay khuya thì tóc nhiều khi tối về đó lười á, để luôn sáng mai mình khỏi phải làm lại, mình đi quay tiếp á. Chứ gì thôi, chứ tắm vẫn đầy đủ, thơm tho, xịt chuột thơm. Will trả lời xong. Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau ở vị trí quen thuộc này. Vậy là hai căn phòng đã hoàn thành rồi. Cảm xúc tới thời điểm này ra sao hả Will? Hỏi nhiều quá luôn. Hả? Bình thường là có hay được hỏi nhiều này không? Bình thường thì cũng có, nhưng mà không có nhiều đến mức này đâu. Bởi vì Will cũng thấy là soạn câu hỏi kỹ. Câu hỏi gì trong kia mà bạn cảm thấy phải mất vài nốt nhạc để trả lời? Tại vì đôi khi thực ra Will thấy như vậy nè. Ngay nhiều khi bản thân mình trải qua cả một quá trình, đôi khi mình không nhận thấy được rõ bản thân mình bằng những người ở xung quanh mình. Nên đôi khi những câu hỏi này là những cái mà người ta quan sát, người ta thấy và người ta đặt câu hỏi, là khi mình đọc thấy thật sự là tôi có như vậy à, tôi
tôi đã từng làm như vậy đúng không? Thì nó cũng giúp cho mình, ờ, thì ra là mình là như vậy đó. Nhiều khi mình cũng, nó trôi qua một ngày mình khi mình cũng không để ý nhiều lắm. Trong mỗi số phát sóng của Momo Showbiz, khi mà được chào đón những nghệ sĩ có vai trò, có khả năng diễn xuất, thì Linh cũng được thử với vai trò này, mặc dù cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Chắc là Will đã tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Và ôi, Will sợ lắm luôn ấy. Tại vì cái clip đó có nhiều người xem lắm không, luôn ấy. Biết phải sao? Tại vì Ơn Giời á, như Will nói là cái chuyện mà mình nói là ừ, tôi tới, tôi sẽ chơi thư giãn, thoải mái. Đó là mình nghĩ thôi. Còn khi mình bước lên trên đó, mình sẽ bị áp lực. Thế mới thử thách. Chứ ví dụ mà dễ dàng quá thì lại chả có gì để thử thách nhau, phải không nào? Bây giờ trải nghiệm qua một chút cảm xúc. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Linh sẽ được đóng vai làm trưởng phòng trong không gian của Momo Showbiz ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ vào vai của một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Và điều gì sẽ xảy ra đây? Nào, hãy đi từ ngoài vào đi và đón chờ tình huống của mình. Anh à, vào đây. Ủa? Ừ. Em. Anh, đợi mãi. Anh vừa đi đâu về đây mặc đẹp thế? Anh đi làm, em thấy em mặc đồ vest là biết anh đi họp rồi. Sao lúc nãy nhắn tin anh bảo là anh ở nhà đến? Thì ở nhà đến là anh đi họp về, anh chạy nhà, anh thay bộ đồ. Vừa mới hỏi là đi đâu về xong lộ ra ngay. Trời ơi, em biết anh là người nghệ sĩ thì anh phải thay hai bộ đồ ra đường chứ em. Một bộ đồ đi họp, bộ đồ đi chơi với em chứ, em này. Chứ không phải là vừa đi với ai về gì. Hả? Chứ không phải vừa đi. Không, trời ơi, đời anh chỉ có đi với em với lại đối tác thôi chứ ai đâu. Có người yêu đẹp trai tài giỏi là phải giữ rất kỹ. Không thể nào chỉnh bảng một giây phút nào được. Giữ như con vậy em. Hả? Giữ chỉ vừa vừa thôi. Nào, chụp ảnh selfie đi. Đẹp không? Trời đẹp quá em ơi. Trời em vừa vừa lên chưa chụp luôn, đẹp quá. Hôm nay anh đọc báo không? Đọc báo hả? Có gì mới không? Có, em muốn có gì mới em nói anh nghe đi. Anh nhìn đi. Anh ơi. Ủa cái giờ mà em khóc như vậy em? Anh ơi. Clip của mình. Rồi clip thì bữa này nè, clip nè. Anh ơi. Em bảo anh rồi. Clip của mình anh ơi. Clip 4 phút em đã bảo anh rồi. Em đã bảo anh đừng làm cái show đấy mà tại sao? Tại sao anh đến đây thì nồng nỗi để anh nhìn? Anh là anh không có đăng và cái đó lên rồi đó. Hả? Em có mặt mũi nào nữa? Thì anh, em không có mặt mũi thì chắc anh còn á. Anh không biết bị đen này bị làm sao đấy. Nhưng mà anh nói thiệt với em là anh không có đăng cái này lên. Nhưng mà trong máy của anh. Mà tại sao bây giờ nó lên rồi? Anh nói anh không có đăng, anh chỉ đi sửa điện thoại thôi. Thì điện thoại hư thì anh đi sửa rồi anh đưa cho người ta rồi. Giờ em muốn cái gì nữa? Anh làm thế nào bây giờ? Thì bây giờ em muốn sao? Bây giờ một là im luôn. Hai là báo công an để ta bắt đứa nào nó tung lên. Thì giờ em muốn sao bây giờ? Vậy em muốn sao? Hay là anh đi đầu thú đi. Anh đi đầu thú? Anh là người tung lên mà. Ôi, anh tung hồi nào? Chính anh là người dọa dẫm tôi. Bây giờ anh đầu thú thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho em? Em nói đi. Thế bây giờ là cứ im lặng có kệ để cho mọi thứ trôi qua hả anh? Nhưng mọi người chửi rủa. Không giờ... Chúng ta hãy tôn trọng mà và anh... tuân theo pháp luật của đất nước mà... Em hiểu không? Anh pháp luật là tiếng. Trên hết. Ai vi phạm thì sẽ có pháp luật trừng trị thưa mọi người. Không ai qua mặt được luật pháp cả. Luật pháp muôn năm thưa mọi người. Nhưng anh là người nổi tiếng. Cái gì? Anh là người nổi tiếng, còn tương lai của anh nữa. Không, anh là người nổi tiếng sao? Nhưng nếu anh làm sai thì pháp luật với mọi người anh pháp bị... luật sẽ trừng trị những ai làm anh sai. Anh ơi, em chưa 18. Anh bị đi tù thì sao? Anh sẽ tuân theo pháp luật. Pháp luật là trên hết, không ai được vi phạm pháp luật cả. Em đừng nói nữa. Nói nữa là dính ăn gạch em ơi. Đúng vậy, chúng ta hãy tuân theo pháp luật.